Thời gian gần đây, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng liên tục có các thông tin về việc phụ nữ Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc. Khác với giấc mơ đổi đời với một người chồng giàu có, thì phần lớn phụ nữ sau khi bị bán sang Trung Quốc đều bị ép làm việc tại các động mại dâm. Nếu chống trả thì sẽ bị đánh đập hăm dọa hoặc là bị bán làm vợ vào những gia đình nông thôn tại các vùng núi xa xôi. Có những người không may đã phải bỏ mạng nơi đất khách. Còn với những người may mắn hơn thì hành trình trở về cũng không dễ dàng. Trong căn nhà nhỏ tại thành phố Bắc Giang, thứ giá trị nhất có lẽ là những bức ảnh cưới được treo trên bức tường đã bong chóc sơn. Thế nhưng dù cuộc sống có khó khăn đến thế nào, thì những ngày tháng hiện tại cũng là hạnh phúc đối với mẹ con chị Hằng. Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian bị bán sang Trung Quốc, chị Hằng vẫn không khỏi sợ hãi. Lúc lừa sang thì là họ nó cũng chỉ bắt làm như thế thôi, thì là mình không làm thì là nó đánh thì sau khi nó nói nhốt và đánh thì là nó bắt nó cho mình ra ba điều kiện, là một là phải làm cho nó, hai là nó chặt chân hoặc nó cắt gân, nó bảo nó vứt xuống sông, ba là phải đi vào để lấy chồng. Thì là chị chọn con đường đi vào đấy để mình còn trốn được ra. Chị Hằng đã bị bọn buôn người bán cho một gia đình Trung Quốc với giá 170 triệu đồng. Không điện thoại liên lạc, không biết một câu tiếng Trung nào. Chị Hằng đã phải ngậm ngùi những tháng ngày không khác gì địa ngục giữa một khu núi rừng. Không chịu khuất phục số phận, chị đã dũng cảm bỏ trốn. Khi trốn ra đến công an thì có nghĩa là phải 3 giai đoạn thì mình mới về được đến Việt Nam. Khi trốn được ra công an thì họ lại được ở đấy được nửa tháng thì họ lại đưa về, họ lại thả một cánh đồng. Một cánh đồng thì người dân lại gọi công an ở đấy đến thì lại đưa về một phường nữa. Sau đó thì họ lại đưa ra bệnh viện thì ở đấy một tuần. Tầm 8 giờ hai chị em bán hàng nó điện. Của cháu là Minh, cháu người Sơn La là cháu cũng bị là người bán sang đấy. Thế sang đấy vô tình thì hai chị em cháu gặp nhau, thì chị Hằng có gửi cháu cái đồng hồ, mấy cái số điện của cô về. Thế hai chị em mừng quá, cái bao tháng giờ là không thấy con đâu cả. Không lâu sau đó, chị Hằng đã được giải cứu và trao trả về Việt Nam. Đến nay, nhờ thông tin chị Hằng cung cấp, công an tỉnh Bắc Giang bắt được nhiều đối tượng tham gia vào đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc. Công an tỉnh Bắc Giang thì đã xác lập là 5 chuyên án đấu tranh, và trong đó là có 9 trong đó triệt phá và bắt giữ được 9 đối tượng. Trong đó nạn nhân thì số nạn nhân được giải cứu là 6 nạn nhân. Vượt qua nỗi đau, sự mặc cảm, giờ đây chị đã được đoàn tụ với gia đình. Bên mâm cơm cùng người mẹ già, chị vẫn mong sẽ có nhiều người may mắn như chị.